Xin chào các bạn. Đây là cái chậu hoa thực dược mà bữa trước mình trồng bằng cái củ dời. Trồng cũng lâu lắm rồi các bạn. Trồng lâu rồi. Đây là có một củ đấy các bạn. Nó mọc lên được 3, 4, 5, 6 cái mầm như này các bạn. Do là mình trồng sớm. Nếu mà chăm sóc thì bây giờ nó tốt lắm rồi. Nhưng mình trồng thì mình cứ bỏ đầy bỏ liều, mình không chăm sóc các bạn. Còn nếu mà chăm sóc thì cây bây giờ nó rất là tốt rồi. Bây giờ mà cây này để ra hoa tự nhiên thì nó sẽ ra vào khoảng độ đầu tháng 12 âm lịch các bạn ạ. Nó sẽ không vào Tết. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn xử lý cái cây hoa thực dược trồng sớm để cho hoa nó vào Tết. Cách xử lý như thế nào thì bây giờ mời các bạn cùng xem. Với cây hoa thực dược, trước khi chúng ta xử lý cắt ngọn để cho nó hoa nó ra vào dịp Tết thì các bạn phải bón phân, tưới phân trước cho mình. Thì các bạn có thể dùng phân đạm UZ hoặc phân LVK đầu trâu. Như cái video trước mình đã chia sẻ cho các bạn qua một cái video mình cắt ngọn một cái cây mình trồng ở chậu đấy, video vừa mới đây thôi. Hôm nay thì lại tiếp tục chia sẻ các bạn cách cắt một cây hoa thực dược khi mà nó đã lên tốt như thế này rồi. Nếu mà để tự nhiên thì nó sẽ không nở vào Tết. Khi các bạn muốn cắt ngọn để xử lý để cho nó ra cái mầm mới thì các bạn phải tưới bón phân cách đó khoảng độ 3-4 ngày về trước. Mục đích là chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cây hoa thực dược. Khi mình cắt ngọn đi thì nó sẽ bật ra những cái mầm to khỏe. Bây giờ thì mình sẽ cắt cho các bạn xem. Thì như các bạn đang nhìn đây, đây là những cái cây thực dược nó đã tốt như thế này rồi các bạn này. Đấy, cây này thì như mình vừa lại cũng vừa mới nói rồi. Nếu mà để thì nó sẽ ra hoa vào đầu tháng 12 âm lịch, tức là nó sẽ trước Tết các bạn ạ. Đấy. Thì cái thực dược nó hay ở cái này, chúng ta trồng sớm hay trồng muộn, chúng ta xử lý thì nó cũng sẽ đều cho ra hoa vào Tết các bạn nhé. Thì hôm nay nó cũng chưa phải là đến cái ngày để chúng ta cắt ngọn để cho hoa ra vào Tết. Bước đầu tiên hôm nay là mình phải hạ cái chiều cao của cái cây đi. Tại sao mình phải hạ cái chiều cao của cái cây này? Nếu mà mình không hạ chiều cao cái cây này vào cái thời điểm này, vào cái thời điểm ngay bây giờ đây, thì cái cây hoa thực dược này nó sẽ ra hoa trước Tết. Và cái thân này nó càng cao càng tốt lên thì chúng ta hạ nó lại càng coi như là sớm có lụ. Khi chúng ta hạ ở cái độ tuổi này thì cái hoa thực dược nó ra những cái mầm, nó sẽ không thể đóng lụ sớm được như là chúng ta hạ những cái cây hoa thực dược mà nó đã cao, thân nó đã to bằng ngón tay rồi thì chúng ta hạ thì tỷ lệ vào Tết rất là khó. Chúng ta hạ ngay cái độ tuổi này thì là nó sẽ vào Tết. Bây giờ thì mình sẽ hạ cái độ cao này đi. Thì đối với cây này thì trước tiên là mình phải chọn những cái mầm nào nó khỏe để mình lấy các bạn ạ. Để mình lấy mình giữ lại. Còn cái mầm nào mà nó ra nhiều cành nhiều ánh quá thì mình sẽ bỏ đi. Đây như cái cành này, hiện tại nó đã ra rất là nhiều ánh rồi. Đấy. Nếu bây giờ mà mình cắt xử lý thì mình phải cắt bỏ hết cái ánh này đi các bạn này. Bỏ hết cái ánh này đi. Đấy. Chỉ giữ một cái ánh này thôi các bạn nhé. Chỉ giữ một cái mầm cái ánh này thôi. Đấy. Còn cái tùm lum này 4-5 ánh này thì mình phải bỏ đi. Mình bỏ đi. Tại sao mình phải bỏ đi? Nếu mình không bỏ đi mà mình cứ tiếp tục mình cắt ngọn ở đây thì cái mầm này nó sẽ ra rất là nhiều và nó sẽ rất là yếu. Nhiều khi những cái mầm nó yếu, nó không đủ dinh dưỡng, sau này thân nó gầy gùa, nó sẽ không cho mình hoa thì mình sẽ loại bỏ đi. Và trên cây đây hiện tại lúc này vẫn còn 5 cái thân cơ các bạn ạ. 5 cái thân. Đấy. Nếu mà 5 cái thân này mà để cho một cái chậu này thì nó cũng quá nhiều các bạn. Nó quá nhiều. Bây giờ mình lại tiếp tục mình cắt bỏ đi các bạn. Những cái
mầm nó mọc lên, nó yếu yếu, nhỏ nhỏ bé bé như này, thì mình lại tiếp tục mình cắt đi. Cây này thì do nó mọc từ củ lên, thì cái thời gian nó mọc lên thì mình không xử lý sớm, không xử lý sớm, nó gặp mưa, nó đã bị cong và thân nó đã nằm bò như thế này các bạn này. Đấy, nó đã nằm bò như thế này rồi. Hôm nay thì mình sẽ tạo cái thân mới thôi các bạn ạ. Thân mới thì lúc này mình tạo thì nếu mình cắt kịch chúng tận cái gốc này thì dưới này cái tỷ lệ nảy mầm rất là thấp, bởi vì nó không còn cái bộ lá ở đây nữa, nên là bắt buộc mình phải tạo cái mầm nó mọc ở những cái thân này các bạn ạ. Đấy, những cái thân này. Khi mình tạo những cái mầm ở những cái thân như thế này thì nó sẽ bị lệch tâm các bạn ạ. Nó sẽ bị lệch tâm. Đấy. Nếu các bạn muốn nó ngay ngắn và nó mọc ở giữa thân cây, khi mình cắt ở cái phần gốc này thì tỷ lệ nảy mầm rất là thấp. Đấy. Nó rất là thấp bởi vì nó không còn cái cặp lá ở đây nữa. Bắt buộc mình phải cắt ngọn ở phía trên này, ở phía trên những cái mầm nó đã mọc ra như này các bạn này. Thì mỗi một cái mầm này các bạn cắt để cho mình độ một cặp lá thôi. Đấy. Nếu mà chúng ta để 4 5 thân thì chúng ta chỉ cần để lại một cặp lá. Còn nếu các bạn mà cắt bỏ hết đi, chỉ giữ lại khoảng độ 3 cái thân như này. 3 cái thân như này. Thì là các bạn để mỗi một cái thân là 2 cặp lá cho mình. Hôm nay thì mình cũng chỉ giữ lại 3 cái thân này thôi các bạn này. Còn cái thân ở dưới này mình bỏ lốt đi các bạn nhé. Bỏ lốt đi không thì cái chậu này nó bé. Mình sẽ cắt bỏ lốt đi. Mình giữ lại 3 cái thân như này thôi. Thì ba cái thân này thì mình sẽ để mỗi một thân mình chỉ để một cặp lá thôi các bạn ạ. Ba cái thân này sau nó sẽ cho mình 6 cái mầm. 6 cái mầm và nó sẽ cho mình 6 cái thân mới. Thì lúc này sau khi cắt xong như thế này rồi các bạn này, thì quan sát cái thân này hiện tại là nó thuộc dạng là bị bò rồi, thân bò rồi. Nó không nằm ở chính giữa nữa rồi. Chính giữa chậu là nó ở đây cơ. Nhưng bây giờ nó ra tận ở ngoài này rồi. Nó bị lệch rồi. Nếu mà chúng ta muốn chỉnh cho cái mầm sau này nó vào giữa chậu để cho cái chậu hoa thực dược nó sẽ đẹp về thẩm mỹ, dùng cái cọc các bạn cắm vào đây, các bạn dùng cái dây các bạn co nhẹ nó lên để nâng đỡ cái cây hoa thực dược này, nó không bị đổ dạp nữa. Thì sau này toàn bộ những cái mầm mọc ra ở đây nó sẽ lên thẳng, nó không bị lệch tâm. Nhìn cái chậu hoa, cái thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn. Thì sau khi chúng ta cắt xử lý ở cái giai đoạn này, ở cái thời điểm này, thì các bạn để cho mình đến khoảng độ cuối cái tháng 10 âm này. Hay mình là đâu đó là mùng 8 âm thôi. Mùng 8 âm. Thời gian nó còn rất là dài. Thì các bạn cứ để như thế này cho mình. Sau một thời gian nữa nó lên. Đến cuối tháng 10 âm, khoảng độ tầm từ 25 đến 27 tháng 10 âm thì các bạn cắt tiếp một lần nữa. Còn nếu mà bây giờ cắt một lượt này thì chỉ sau 60 ngày thì nó lại có hoa. Nó vẫn có hoa trước Tết các bạn nhé. Và cái thời điểm này là chưa phải thời điểm để cắt ngọn xử lý cho hoa nở dịp Tết. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.